Các bạn thử định giá cho mình xem là cái đồng hồ mình đang đeo ở trên tay này trị giá bao nhiêu tiền với những thông số sau nhé. Kích thước màn hình lên tới 2,1 inch. 2,1 inch là khá lớn đấy nhé. Bởi vì là bình thường mình review về các cái mẫu đồng hồ thông minh thì kích thước màn hình nó chỉ rơi vào tầm khoảng 1,4 đến 1,5 inch thôi. Con này là 2,1 inch luôn. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là nó có màn hình AMOLED tần số quét là 60Hz, độ sáng rất cao, lên tới là 1000 nit. Và tất nhiên có cả on-on display. Cái mẫu đồng hồ này có cả nghe gọi được, rồi là cái khung viền của nó thì là khung viền kim loại. Mặt kính của nó nhá, thậm chí là cái mặt kính nó kiểu cong như thế này này. Đấy, nó cong nhẹ toàn bộ kính luôn, chứ không phải là cong ở bên đâu nhá các bạn nhá. Cong nhẹ toàn bộ kính luôn. Vẫn chưa hết đâu, nó có tới 150 chế độ luyện tập thể thao, nghĩa là hơn 150 chế độ luyện tập thể thao. Có cả GPS độc lập nữa. Đấy, khi mình nhìn vào đây thì mình còn thấy có một số những thông tin nữa, ví dụ như là có hỗ trợ cả nghe gọi được. Đấy, có kháng nước kháng bụi 5 ATM, theo dõi sức khỏe 24 giờ. Đấy, và chúng ta cũng sẽ có cái thời lượng sử dụng pin rất là trâu. Với tất cả những thứ đó thì theo các bạn giá bao nhiêu sẽ là hợp lý? Và khi mà mình đọc giá của sản phẩm này ra ấy, thì các bạn sẽ thấy bất ngờ đấy. Bởi vì giá của nó chỉ rơi vào tầm khoảng 1.790.000 đồng tại Hoàng Hà Mobile. Các bạn nghe không nhầm đâu. Mình phải check lại giá phát xem mình bị nhầm hay không. Đúng rồi, chính xác, 1.790.000 đồng. Và chỉ có thể là Key Select được thôi. Và đây là Key Select KS3. Tuy nhiên, trong rất nhiều video mình đã nói, đấy là không có cái gì vừa ngon vừa bổ mà lại vừa rẻ cả. Chắc chắn Key Select KS3 sẽ phải tồn tại những cái nhược điểm. Vậy những cái nhược điểm của nó là gì? Mình cũng sẽ nói luôn cho các bạn ngay trong video ngày hôm nay. Và chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Đầu tiên ý, là bên trong hộp, cái mà mình quan tâm ở đây là gì? Đấy là cái sạc của nó là gì? Thì cái sạc của nó là cái sạc 5 châm chứ không phải là sạc không dây. Thực ra là ở trong cái tầm giá này thì chúng ta cũng khó có thể đòi hỏi được là cái sạc không dây, mà mình nghĩ là cái sạc 5 châm này cũng ok rồi. Đấy, ở đây nó sẽ có một cái điểm nhấn là nó sẽ có cái dòng chữ Key Select màu đỏ như này. Và cái 5 châm này thì hút khá mạnh nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ nói về phần thiết kế thì sao. Cái phần thiết kế này thì mình có hai cái điểm ấn tượng. Thứ nhất là với cái tầm giá rẻ như này mà cái chất liệu của nó là chất liệu kim loại ở phần vỏ là quá ổn rồi. Đấy là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là cái cảm giác đeo của nó phải nói là quá nhẹ nhàng luôn các bạn ạ. Cái khối lượng tính cả dây của nó chỉ rơi tầm khoảng 47 gram thôi. Các cái tưởng tượng như này này. Đây là một cái mẫu đồng hồ Huawei mà mình đã từng làm. Cái mẫu đồng hồ này nó đắt tiền hơn cái mẫu Key Select này rất là nhiều. Tất nhiên chất liệu của nó cũng xịn sò hơn và nó làm bằng gốm, nên là nó cũng tương đối đeo và nó tương đối là đầm tay. Và khối lượng của nó là rơi vào tầm khoảng 80 mấy gram ấy. Con này có 47 gram thôi. Nghĩa là mình không nói là con này, con Huawei này không tốt đâu nhé. Mà ý mà mình muốn nói đây là gì? Đấy là để các bạn dễ dàng hình dung là khi mà đeo ở trên tay cái mẫu đồng hồ Key Select này nó nhẹ khủng khiếp đến cỡ nào. Và với một khối lượng rất nhẹ như thế thì gần như là mình có thể đeo cả ngày được. Tối đến có thể đeo đi ngủ được để mà theo dõi giấc ngủ. Một cái điểm thứ ba nữa đây. Đáng lẽ ra lúc mình định nói hai điểm, nhưng mà cái điểm thứ ba vẫn phải nhắc lại một lần nữa. Đấy là cái kính cong ấy. Kính cong nghĩa là nhìn, nếu mà chúng ta nhìn ngang cái tầm mắt này này thì kính nó sẽ hơi vồng nhẹ lên như này này. Đấy, nó sẽ giống kiểu các cái đồng hồ cao cấp ấy. Cái điểm này là cái điểm mà mình cũng rất là ấn tượng đấy nhá. Nó sẽ cong nhẹ lên phía trên. Còn cái dây này thì mình thấy là đeo khá mềm và nó sẽ có hai cái dây cao su để mà cố định dây ở đây. Nếu mà chúng ta chỉ có một dây cao su thì có thể là cái phần này này nó sẽ lồi ra hơi nhiều và trông nó sẽ mất thẩm mỹ. Thì với việc có hai dây cao su, chúng ta sẽ kéo lên một chút như thế này. Đấy, kéo lên một chút như này thì cái dây, cái phần lồi ra này nó sẽ ít hơn. Đại loại là cảm giác đeo là rất ok. Tiếp tục nữa nào, về các cái thứ khác ở trên cái mẫu đồng hồ này sao, thì bây giờ mình sẽ tháo ra để cho các bạn xem. Ở đây nó sẽ có hai cái núm để các bạn điều chỉnh. Thứ nhất là một cái núm tròn như này. Đấy, và cái núm tròn như này các bạn biết bất ngờ để điểm gì không ạ? Là nó có thể xoay được. Đấy, tại sao mình lại bất ngờ? Bởi vì rất nhiều những cái mẫu đồng hồ ở trong cái tầm giá rẻ như này là cái núm xoay này là không xoay được đâu nhá. Các bạn chú ý là không xoay được đâu. Nhưng cái đồng hồ này là xoay được. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là khi mà xoay ấy, thì nó sẽ có một hiệu ứng nó rung rung lên. Đấy, để tạo ra cho chúng ta thấy giống những cái đồng hồ smartwatch cao cấp hơn. Rung giống kiểu đồng hồ cơ ấy, kiểu như vậy. Tuy nhiên vấn đề đây là gì? Đấy là cái rung này thì mình thấy là nó có độ delay. Và đại loại là rung nó không xịn sò. Đấy, nhưng mà nói gì nói, méo mó nó có hơn không, đúng không ạ? Đấy, thì mình cũng mô tả cho bạn dễ dàng hình dung. Và chúng ta sẽ có một cái nút ở phía dưới này để chúng ta truy cập nhanh vào các cái chế độ luyện tập thể thao. Thực ra là cái mẫu đồng hồ này thì nó có rất là nhiều những chế độ luyện tập thể thao đấy.
thì theo công bố của nhà sản xuất nó lên tới là 150 chế độ luyện tập thể thao cơ. Nhưng mà nói thật luôn là mình không bao giờ mình dùng đến từng đấy chế độ đâu. Đấy, và chủ yếu là những cái chế độ cơ bản như là đi bộ hay chạy này, hay đi xe đạp các thứ này là mình dùng thôi. Đấy, và tiện thể nói về các cái chế độ luyện tập thể thao ấy, thì mình sử dụng cái GPS của đồng hồ này. Thì nếu mà có bình thường nhé, như những mẫu đồng hồ khác ấy, thì là có GPS nó sẽ thuận lợi cho chúng ta trong vấn đề là vẽ bản đồ khi mà chúng ta đi một cung đường dài nào đấy để mà luyện tập thể thao. Đấy, tuy nhiên là cái GPS của cái đồng hồ này mình thấy là nó không ổn định. Đấy, đặc biệt là những cái nơi nào mà nó nhiều nhà cao tầng nó bị chắn, là cái GPS của nó chập chờn lắm, chứ nó không được ổn định và không được mạnh như là những cái GPS của những mẫu đồng hồ khác. Tuy nhiên có GPS ấy thì nó cũng đỡ hơn cho chúng ta trong vấn đề là đỡ phải mang điện thoại đi, kiểu như vậy. Đấy, nhưng mà rõ ràng là GPS của con này là không ổn đâu nhá. Đấy, là cũng phải nhắc luôn cái điều đấy. Về phần màn hình thì mình nghĩ là đây sẽ là cái điểm cộng của mẫu đồng hồ này đấy. Màn hình kích thước là 2,1 inch, tấm nền là AMOLED, độ phân giải sẽ là 410 nhân với cả 502 pixel. Độ phân giải như thế này là khá cao và cái độ sáng của nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1000 nit. Đối với cả màn hình AMOLED thì nó sẽ có một số các ưu điểm. Đấy là cái độ sáng cao này, cái độ tương phản tốt này, ra ngoài trời nắng nhìn rõ ràng và đặc biệt là màu đen rất là sâu. Nên là với cái đồng hồ này thì phần lớn các cái giao diện ở đây nó đều hiển thị màu đen để làm gì ạ? Để cho nó tạo ra một cái hiệu ứng tràn viền với cả cái phần viền ở bên ngoài như này này. Cái phần viền ở bên ngoài như này thì nhà sản xuất họ làm không đều nhau lắm đâu. Cái phần viền dưới này thì làm nó hơi dày, còn phần viền trên và viền hai bên làm khá mỏng là cũng ổn đấy, nhưng mà phần viền dưới làm hơi dày hơn một chút. Đấy, nhưng mà đại loại là nó làm cái màn hình AMOLED như này thì cái màu đen của nó sâu thì nó sẽ hòa quyện vào cái phần viền như này để tạo ra hiệu ứng tràn viền, trông cái đồng hồ nó đẹp hơn. Và tất nhiên màn hình AMOLED thì nó cũng sẽ tiết kiệm hơn so với cả những cái màn hình LCD. Và cái đồng hồ này thì nó cũng sẽ có màn hình chờ on-on display, màn hình luôn sáng đấy. Thế thì với cái on-on display này thì nó có một số các ưu điểm và nhược điểm như sau. Nó có hẹn giờ on-on display. Ví dụ như là mình hẹn là từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối là nó bật, còn khi nào mà mình đi ngủ thì nó sẽ tắt đi. Đấy, thì mình có thể hẹn giờ được. Tuy nhiên là nó sẽ không có on-on display thông minh đâu nhá. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà chúng ta bỏ ra bên ngoài như này là cái màn hình của nó vẫn luôn sáng chứ nó không tự động tắt đi. Đấy, thì đấy là cái mình thấy là một cái nhược điểm. Và có thêm một cái điểm nữa, đấy là mặc dù nhà sản xuất công bố là cái tần số quét của cái màn hình này là 60Hz, nếu mà xét ở trên tham chiếu là đồng hồ đeo tay thông minh ý, thì nó rất là mượt mà. Tuy nhiên sử dụng thực tế thì nó không mượt mà lắm đâu. Đấy, đấy cũng là cái mà mình cũng cần phải chia sẻ thêm. Cái đồng hồ này thì cũng có một số những tính năng. Ví dụ như là mình đang để sáng màn hình như này, mình úp lòng bàn tay vào thì nó sẽ sáng đi và nó hiển thị ra on-on display. Gõ một lần thì nó sẽ bật sáng màn hình lên. Tuy nhiên là nếu mà chạm vào màn hình như này thì nếu mà chúng ta không bật on-on display thì nó mới sáng màn hình lên, chứ còn nếu mà chúng ta đã bật on-on display lên rồi thì nó lại không sáng màn hình lên. Về các yếu tố khác thì ví dụ như là về thông báo thì nhận thông báo rất nhanh, ngay tức thì luôn. Nhận được thông báo tiếng Việt và thông báo tin nhắn thì nhận được, đọc được rất là dài, không bị lỗi phông lỗi phiếc gì cả. Và phần lớn các cái icon của các ứng dụng phổ biến mà chúng ta sử dụng thì nó đều hiển thị logo lên. Đấy, chứ nó không mất cái hình ảnh cái icon đấy đi. Còn về nghe gọi thì mình thấy là cái đồng hồ này nó sẽ có loa to, rung mạnh. Đại loại là đeo ở trên tay là không bao giờ sợ bị nhỡ cuộc gọi đâu. Và khi có cuộc gọi đến thì mình thấy là nghe gọi cái thứ rất là rõ ràng. Đặc biệt là nếu như chúng ta ở trong những cái phòng yên tĩnh, ví dụ như là ngồi trong nhà như này, như mình, thì nghe gọi cái thứ là rất ok. Và có một cái điểm mà thậm chí là mình thấy là nó hơn so với một số những mẫu đồng hồ mà mình đã từng làm. Đấy là nó sẽ có cái tính năng là gọi điện chủ động đến một cái số nào đấy. Nghĩa là có ấn số. Ví dụ nhá, với những cái đồng hồ như này mà mình đang dùng thì nó sẽ chỉ cho mình gọi điện ở bên trong danh bạ đến những số yêu thích hoặc là những số gần đây thôi, chứ mình không chủ động ấn số đi được. Ví dụ mình muốn gọi là 0912456178 chẳng hạn thì không chủ động ấn đi được. Thì đối với cái đồng hồ này mình có thể chủ động ấn cuộc gọi đi được. Thì đấy là cái điểm mà mình cảm thấy nó cũng khá là tiện lợi. Còn về đấy là nghe gọi thông thường nhé. Thế còn nghe gọi qua các ứng dụng OTT, ví dụ như là Facebook Messenger hay là Zalo thì sao? Thì đối với cả iOS, nghĩa là đối với cả iPhone đấy, thì nó có thể nghe gọi được với Messenger và Zalo. Tuy nhiên là nó chỉ hiện dãy số dài lên thôi, chứ nó không hiển thị tên người gọi. Nhưng mà đại loại là vẫn có thể nghe gọi được. Nhưng mà đối với cả Android thì không nhé các bạn nhé. Kết nối vào các máy Android thì nó sẽ chỉ hiện thông báo lên cuộc gọi nhỡ thôi, chứ không thể nghe gọi được. Về các tính năng khác ấy, thì mình thấy là với cái tính năng tìm điện thoại thì nó sẽ vừa rung và vừa kêu chuông lên ở điện thoại của chúng ta, thì nó rất là tiện. Ví dụ như đôi khi chúng ta để quên điện thoại ở đâu đấy chẳng hạn, mà chúng ta nhỡ may để cái chế độ im lặng mà chúng ta không biết là điện thoại chúng ta để đâu, mà kể cả có lấy máy khác mà nháy vào ấy, thì nó cũng không phát ra âm thanh, bởi vì chúng ta để chế độ im lặng mà.
Thì đối với cái đồng hồ này, kể cả chúng ta có để bất kỳ chế độ nào đi chăng nữa, thì khi chúng ta ấn tìm điện thoại, nó cũng phát ra âm thanh cũng như là phát ra cả cái rung nữa rất là mạnh để chúng ta có thể tìm được điện thoại. Đấy, thì đấy là mình cảm thấy rất là tiện. Cái Bluetooth của cái đồng hồ này thì mình thấy là nó không nhạy đâu. Đặc biệt là ví dụ như là mình đi xa khỏi điện thoại, hay thậm chí là đi ở cũng tương đối gần rồi, nhưng mà thi thoảng nó cứ báo là bị ngắt kết nối với cả điện thoại. Mình thấy là như thế là nó không chuẩn. Đấy, thì đối với những cái đồng hồ mà nó báo chuẩn ấy, thì nó sẽ hỗ trợ mình trong vấn đề là nếu mà mình để quên điện thoại thì mình chỉ cần đi ra xa khỏi điện thoại thôi là nó sẽ báo về máy ngay. Thế còn cái này thì mình thấy là nó hơi chập chờn. Nói chung ấy là cái chập chờn nhất ấy, nó là cái chập chờn là báo về cái việc là ngắt kết nối Bluetooth với cả điện thoại. Về mặt đồng hồ ấy, thì nói chung là rất là nhiều những mặt đồng hồ và các bạn có thể vào app để các bạn có thể tùy chỉnh được. Và đặc biệt nữa là nó cũng sẽ có cả tùy chỉnh mặt đồng hồ theo tùy thích cá nhân. Nghĩa là chúng ta có thể để ảnh của người yêu cái thứ lên trên mặt đồng hồ cũng được. Về pin thì với viên pin là 400 mAh thì nhà sản xuất ở đây họ công bố là khoảng vài tuần đấy. Đấy, nhưng mà đấy là trong những chế độ chờ thôi. Cho nên mình sử dụng thực tế thì nếu bật on on display lên thì được khoảng vài ba hôm. Còn nếu mà tắt on on display đi thì nó sẽ được tầm khoảng một tuần. Còn tất nhiên ở đây là với cái độ sáng mà mình để nó cỡ tầm khoảng 40%. Còn cũng chia sẻ luôn với các bạn là con này tí nữa quên không nhắc tới một cái nhược điểm nữa là nó sẽ không có độ sáng tự động đâu nhá. Và chúng ta sẽ phải điều chỉnh độ sáng thủ công. Còn với kháng nước 5ATM thì sẽ đủ để cho chúng ta có thể đi bơi, rửa tay, đi bơi, thứ tương đối là thoải mái. Và nó cũng sẽ có cái tính năng đấy là làm ráo nước ở trên đồng hồ. Nghĩa là nó vừa rung rồi vừa phát ra âm thanh để nó đẩy nước ra ngoài. Cái việc tháo dây ở trên cái đồng hồ này thì cũng sẽ cực kỳ dễ dàng nhé. Cái đồng hồ này thậm chí là nó còn có một ghi dung lượng để chúng ta có thể lưu trữ, ví dụ như lưu trữ bài nhạc hay các thứ. Đấy, tuy nhiên là nói luôn là cái việc copy dữ liệu qua cái đồng hồ này nó sẽ là copy qua Bluetooth và cái tốc độ copy của nó vô cùng chậm. Ví dụ như là cỡ tầm khoảng một bài hát thì mất khoảng vài phút mới có thể copy được vào đây. Nên là đại loại là mình thấy là cái 1GB này thì nó cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Và mình cũng không nghe nhạc ở trên đồng hồ, bởi vì chất lượng âm thanh nghe nhạc ở trên đồng hồ nó rất là tệ, nên mình cũng không nghe nhạc. Đấy, nên là đối với mình thì kể cả 1GB có được thì mình cũng không quá quan tâm đến cái điều này. Và đồng hồ thì thậm chí là có thể chơi game được nhá. Nó có thể chơi những tựa game đơn giản, ví dụ như là 2048 này, hay là đua xe các thứ. Về những tính năng theo dõi sức khỏe thì ngoài hơn 150 chế độ luyện tập thể thao mà mình đã nói ra, thì tất nhiên nó vẫn sẽ có đo nhịp tim, đếm số bước chân, đo nồng độ oxy trong máu, theo dõi giấc ngủ, theo dõi căng thẳng các thứ bla bla bla. Đấy, đại loại là sẽ đầy đủ hết cho các bạn. Về các cái phần đo thì mình thấy là cái thông số nó cũng tương đối là chuẩn. Và mình cũng đã test là khi mà đi ở trên xe máy thì cái số bước chân nó không bị nhảy lên đâu. Ngoài những cái đó ra thì đối với chị em thì nó cũng sẽ có cả đo chu kỳ kinh nguyệt phụ nữ nữa. Đấy, thì nó cũng khá là tiện cho chị em có thể mua cái này. Cái đồng hồ này nó còn có một cái điểm nữa mà mình cũng cần phải chia sẻ. Đấy là cái tiếng Việt của nó dịch nó không chuẩn lắm. Đôi khi là ví dụ như là đạp xe ngoài trời thì nó ghi là chu kỳ ngoài trời. Đấy, nghĩa là đại loại là dịch tiếng Việt thì nó không chuẩn 100%. Thì đấy cũng là cái nhược điểm. Nhưng mà chốt lại thì mình thấy là với cái tầm giá 1.790.000 đồng chúng ta bỏ ra ấy, thì đây cũng là một trong những sự lựa chọn đáng để chúng ta quan tâm rồi. Tại vì mình cũng đã nói trong rất nhiều video đấy là không có cái gì vừa ngon vừa bổ mà lại vừa rẻ cả. Các bạn có chấp nhận được rất nhiều những nhược điểm mà mình đã nêu ra để mà mua cái đồng hồ này hay không? Cũng có thể để lại comment nhé. Còn mình cũng đã nói rồi, riêng đối bất kỳ sản phẩm công nghệ nào thì mình cũng sẽ đều chỉ ra rất nhiều các ưu nhược điểm của sản phẩm. Các bạn cảm thấy hợp lý thì chúng ta mua, cảm thấy không hợp lý thì thôi, được chưa ạ? Rồi, tất cả thông tin các bạn mình đã để ở phía dưới và các bạn có thể tham khảo qua tại website của Hoàng Hà Mobile. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.